Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với Saga tiếng Anh kinh doanh của cộng đồng kinh doanh Saga. Hôm nay chúng ta sẽ sang một chủ đề tiếp theo là chủ đề về cover letter, là một điểm mà rất nhiều các bạn sinh viên hoặc là những người mới đi làm rất là quan tâm và để xem quá trình xin việc hoặc là đi xin một số các cái học bổng. Cover letter như chúng tôi nói ở trong cái clip trước thì nó khác với cả letter of interest ở chỗ là với một cái letter of interest thì thường chúng ta sẽ gửi theo dạng cold calling, nghĩa là chưa chắc là chúng ta đã có một cái cơ hội hoặc là một cái thông tin tuyển dụng để mà bám vào, mà thay vì đó chúng ta chỉ muốn đưa thông tin đến với nhà tuyển dụng hoặc các doanh nghiệp rằng tôi là một cái người có năng lực trong những phạm vi này và phù hợp với mặt trình độ, nên cho dù quý vị có tuyển hay không tuyển thì cũng nên xem xét cái bằng cấp và CV của chúng tôi. Nếu có cơ hội thì doanh nghiệp này sẽ gửi lại email để mà truy vấn về người lao động đó và tạo ra một cái điều kiện để họ có thể được interview, được phỏng vấn để mà xin việc. Cover letter là một loại thư phổ biến hơn so với interest letter mà chúng ta đề cập đến trong video trước, bởi vì nó có thể ứng dụng trong rất nhiều trường hợp chứ không phải chỉ để dành xin việc. Ví dụ như khi các bạn đang xin vào một cái chương trình đi du học chẳng hạn, chúng ta có thể làm một cái cover letter cho phần application. Thứ hai là chúng ta cũng có thể làm một cái referral cover letter, là một cái thư hay còn gọi là recommendation letter, là khi mà nhà tuyển dụng cũ này hoặc là giáo viên của chúng ta muốn đề xuất và muốn nêu ra những cái điểm hay ho của chúng ta khi mà đi xin việc, xin học bổng, xin vào trường nào đó, thì đấy cũng là một dạng cover letter. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái cover letter được gửi sau khi đã tham gia một sự kiện networking và muốn giao tiếp sâu hơn với cả cái đối tượng chúng ta đã từng được network. Và cuối cùng nữa là cover letter cũng được sử dụng trong rất nhiều tình huống mà chúng ta đi bán hàng, đi đấu thầu trong ngành kinh doanh, thì nó còn gọi là value proposition letter. Một điều quan trọng khi mà chúng ta viết cover letter chính là vào cái sự trọng tâm của bức thư, bởi vì các công ty hay là các trường đại học hay là các cái cơ sở mà chúng ta muốn xin vào đó thì họ nhận được rất nhiều thư từ trong một ngày. Vì vậy nên nếu mà bạn không viết cái ý đồ rõ ràng của mình trong cái bức thư đó và chỉ dừng ở mức khách khí hỏi thăm thì sẽ không đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn, và nhà tuyển dụng thậm chí có thể là không mở lá thư đấy ra hoặc là mở ra xong rồi cũng họ cũng đóng lại và không cho chúng ta cơ hội. Trong video đầu tiên của chuỗi email về cover letter thì chúng ta sẽ nói về một cái trường hợp đặc thù hơn một chút, là khi mà một nhân sự trong công ty muốn xin để được thăng chức trong tổ chức đó. Bạn đã bao giờ bạn gặp phải trường hợp là mình cảm thấy là mình tự tin và cũng như là xứng đáng với một vị trí cao hơn, hoặc thậm chí là mình cảm thấy chán nản trong vị trí hiện tại và mình muốn có một cơ hội được thăng tiến trong cái môi trường hiện tại mình đang làm việc nhưng không biết phải mở lời với ai và như thế nào? Thì lời giải chính là một cái cover letter dành cho đơn vị hành chính nhân sự, là cái đơn vị tiếp nhận những cái yêu cầu và mong muốn cũng như là những cái phản hồi của nhân sự trong công ty. Và bằng việc viết ra một cái thư chuyên nghiệp về chủ đề này thì chúng ta có thể đưa được cái thông điệp đến với ban giám đốc mà không cần phải tự mình mở lời đi gặp riêng cá nhân sếp của mình để mà đi xin cho một công việc hoặc một cái vị trí cao hơn trong nội bộ công ty mình. Như bình thường thì chúng ta sẽ có hai cái thành phần ở trên tiêu đề thư. Phần thứ nhất là bao gồm tên, địa chỉ, số liên lạc và cũng như là email của chúng ta ở phần đầu thư. Cách dòng ra chúng ta có phần ngày và ở phần dưới đó chúng ta sẽ có một khổ để mà đưa thông tin của nhà tuyển dụng vào, bao gồm tên nếu biết, vị trí chức danh của họ trong doanh nghiệp đó, tên công ty cũng như địa chỉ của công ty. Như mọi khi ta sẽ đi vào đọc từ đầu đến cuối nội dung thư. Dear Miss Smith, phải. I am writing to apply for the position of social media manager for Fit Living as advertised on your website careers page. I have 3 years of experience as a social media assistant for Young Living, and I believe I am ready to move up to the manager position. In your job posting, you mentioned that you want to hire a social media manager who understands internet and social media trends. During my time at Young Living, I was given the responsibility of increasing follower numbers on Instagram. I explained to my manager that I would be happy to do so, and that I would also work hard to increase the follower participation because engagement has become an important metric. Within 6 months, I increased our followers by over 50% and increased engagement by 400%. I am very proud of that accomplishment. Currently, I am working to build a following with the best influencers in our niche. When I saw the job opening, I knew it was the perfect opportunity to offer you both my social media marketing skills and people skills. I have included my resume so that you can learn more about my education background and all of my work experience. Thank you for your time and consideration. Please feel free to email me or call me at my cell phone number at 555-5555. I hope to hear from you soon. Sincerely, Joseph Q. Applicant.
Một lần nữa các bạn lưu ý, khi mà chúng ta nhắc đến một vị trí là nữ ở trong doanh nghiệp thì chúng ta sẽ không dùng chữ Mrs. khác với cả Mr. mà thay vào đó chúng ta sẽ dùng cái tiền tố là Ms. 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 Smith để tránh nhắc đến cái chuyện tình trạng hôn nhân hay là tuổi tác của người ta một cách khách quan nhất. Như lời khuyên chúng tôi đã đưa ra ở trên thì chúng ta nên đưa thẳng vào vấn đề là tại sao tôi viết thư này cho quý vị. I am writing to apply for the position of social media manager. Người viết ở đây rất bộc trực trong vấn đề đưa ra cái điểm trọng tâm mà người ta viết thư này và chủ đề của cái thư này xoay quanh vấn đề gì. Và thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng như trong video 1 chúng tôi đã nói là không phải chỉ trong những trường hợp mà chúng ta biết đích xác là giờ đấy, ngày đấy, tháng đấy, hành động đấy được diễn ra thì mới có thể đưa thì hiện tại tiếp diễn vào, mà trong một bối cảnh chung của hiện tại, tại thời điểm này thì người viết họ đang viết lá thư này ra cũng có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Tiếp theo, as advertised on your website careers page, thay vì việc phải viết một cái mẫu câu rất là dài về việc because I have read the advertisement on your website careers page, thì người viết ở đây nói rằng là as như đã được quảng cáo trên website trong chuyên mục về sự nghiệp của công ty, your website careers page. Phần tiếp theo tôi muốn nhấn mạnh hơn về thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành là một thì rất là hay được sử dụng nhiều trong tiếng Anh bởi vì chính cái tên gọi của nó là cái tính hoàn thành. Vậy nên trong những trường hợp nào chúng ta sử dụng nó nhỉ? Thứ nhất là khi chúng ta muốn kể công, đây là một trường hợp rất là phổ biến. Một khi mà gia đình, mẹ của mình chẳng hạn sẽ hỏi là con làm bài tập về nhà hay chưa? Have you done your homework? Thì ngay cả trong câu hỏi đó cũng phải dùng thì hiện tại hoàn thành là hợp lý hơn. Tất nhiên chúng ta có thể dùng thì quá khứ trong trường hợp này là did you do your homework. Nhưng khi chúng ta nói did you do your homework chỉ nói về chuyện là rốt cuộc là con đã làm hay chưa làm. Nhưng nếu mà người hỏi với một cái thái độ truy vấn là con đã làm xong chưa, con đã làm chưa, thì hiện tại hoàn thành sẽ được sử dụng. Nên là để mà trả lời lại câu hỏi đó, để khoe công là con đã làm rồi ạ, chúng ta sẽ trả lời là I have done my homework, mom. Đấy là thứ nhất. Trường hợp số 2 là khi mà chúng ta có những cái vấn đề về tính hoàn thành của nó được đề cập đến. Tính hoàn thành ở đây là hoặc là nó hoàn thành một nửa, hoàn thành hết. I have done half of my homework. I have done all of my homework. Thứ hai là khi mà có yếu tố thời gian liên quan đến kèm. I have done my homework since last night. I have done my homework 3 hours ago. Thì cái tính hoàn thành của nó có thông tin về sự hoàn thành thì sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Thì trong trường hợp này người viết dùng cả hai yếu tố trên, không những là họ muốn khoe rằng là tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái ngành này. Ngoài ra họ cũng muốn nói ra về thông tin về tính thời gian là tôi đã có kinh nghiệm tận 3 năm liền làm cái vị trí này. Thì người viết nói rằng I have 3 years of experience as a social media assistant for Young Living and I believe I am ready to move up to the manager position. Mọi người lưu ý lại một sắc thái khác là không phải động từ nào cũng chia được theo tất cả các thì đâu. Trong trường hợp này chữ believe thường xuyên được sử dụng ở thì hiện tại thường là tôi tin vào một cái gì đó, vì niềm tin là một thứ khá là dài hạn, thậm chí có thể nói là vĩnh hằng. Tôi tin vào Chúa, tôi tin vào sự công bằng, tôi tin vào bản thân mình. Thì hiện tại đơn là một thì rất hay được sử dụng với những cái chữ như believe. Nhưng có bao giờ chúng ta dùng được hiện tại tiếp diễn với believe không? I am believing. Thì chuyện đấy thực ra là không thể sử dụng được, bởi vì nó không phải là một hành động mang tính hiện thời, mang tính cấp bách, mang tính đang diễn ra tại thời điểm này và có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Thì believe là một từ có sắc thái về độ trường kỳ thời gian nên thường dùng với hiện tại thường. Tất nhiên trong trường hợp mà chúng ta đã tin và đã bị vỡ mộng thì chúng ta có thể dùng thì quá khứ. I used to believe in you. I believed him and he lied to me. Đấy là những cái ví dụ về chuyện là chúng ta dùng gì quá khứ của chữ believe. Nhưng chúng ta cũng sẽ không dùng được hiện tại hoàn thành là I have believed in you for so long. Thì đó nó mang tính hoàn thành, nghĩa là tôi đã tin vào anh và bây giờ tôi đã hoàn thành công việc đấy, nghĩa là tôi không tin vào anh nữa. Thì những cái tình huống như vậy chúng ta không thể nào chia từ believe cho quá nhiều động từ cả. Và có rất nhiều từ liên quan đến quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc là những cái chữ mà chúng ta không thể dùng tất cả các loại thì trong tiếng Anh để chia được, mà sẽ có một số thì nổi trội thường hay được sử dụng. Câu tiếp theo, in your job posting, trong cái phần đăng tin tuyển dụng thì mọi người lưu ý là đăng tin tuyển dụng chúng ta sẽ dùng hai chữ phổ biến là job posting, là từ chúng ta post lên trên mạng cái gì đó, hoặc là job listing, chứ chúng ta sẽ không ghi là job advertisement. Mẫu câu tiếp theo, trong quá trình làm việc tại công ty Young Living này thì người dùng nói rằng
I was given the responsibility of increasing follower numbers on Instagram. Lưu ý rằng là trong trường hợp này, vì người nhân viên đó là ở cấp nhân viên, nên cái trách nhiệm mà họ được giao từ cấp trên xuống sẽ phải dùng thể bị động là I was given, nghĩa là chủ ngữ kết hợp với một động từ to be ở thì phù hợp. Thì vì họ nói rằng là họ đã từng làm Young Living nên là thì này phải là thì quá khứ I was, và cái động từ tiếp theo sẽ là động từ ở thể hoàn thành I was given the responsibility. Cụm từ này các bạn sẽ dùng rất là nhiều ở trong trường hợp là tôi được trao cái trách nhiệm, tôi được trao cái công việc. Thay vì việc nói một cách xuồng xã là I was given the job, thì chúng ta có thể nói rằng I was given the responsibility of, tiếp theo responsibility cho cái việc gì. Thì cho cái việc đã đi với of thì đằng sau luôn là một cái danh từ. Cũng vì như thế nên cái việc tăng số lượng người theo dõi trên Instagram sẽ không thể dùng ở thẳng động từ của chữ increase mà phải biến nó thành danh từ bằng cách thêm verb in đằng sau. Mọi người khi được học verb in trên trường thì thường hay được dạy rằng verb in đi kèm với các động từ để thể hiện thì tiếp diễn. Nhưng cái thể mà bạn sẽ gặp nhiều hơn trong giao tiếp thường ngày bằng tiếng Anh, đặc biệt là giao tiếp kinh doanh, thì verb in nhiều khi nó mang tính là để biến một động từ thành một chữ danh từ, là cái việc tăng thay vì việc là động từ tăng. I explained to my manager that I would be happy to do so. Nhớ rằng chúng ta đã nói ở thì này là would be đúng không ạ? Thì tại sao lại là would be nhỉ? Bởi vì tại thời điểm mà chuyện này diễn ra, nghĩa là có khi là 1 năm trước, 3 năm trước, thì cái người viết thư đã được hỏi câu hỏi đó và họ trả lời là I will be happy. Nhưng bởi vì chuyện đấy đã ở trong quá khứ nên cái will đó được di về một thì trong quá khứ là would. I would be happy. Nghĩa là mẫu câu này là lồng thì tương lai trong thì quá khứ, là một việc tại thời điểm đấy tôi nói rằng tôi sẽ rất hân hạnh được nhận việc đó. Nhưng vì ta kể lại và chuyện đấy đã diễn ra rồi nên đẩy will về thì quá khứ của nó là would. Chúng ta nhìn thấy sự lặp lại song song của việc là I would be happy là một vế, và vế tiếp theo là I would also work hard to increase follower participation because engagement has become an important metric. Có mấy chữ từ khóa trong kinh doanh chúng ta lưu ý ở vế câu này. Chữ thứ nhất là chữ engagement. Nếu chúng ta tra từ điển thì có thể thấy rằng cái nghĩa thường xuyên của engagement là nói về một vụ đính hôn. Nhưng trong môi trường kinh doanh, đặc biệt là trong chủ đề của marketing, thì khi chúng ta nói về engagement thì nghĩa là nó là sự tương tác. Sự tương tác ở đây một người có thể nói rằng tôi cần các nhân viên trong công ty cần tương tác với nhau, đối thoại với nhau nhiều hơn. Thì người sếp có thể nói rằng I want our staff to increase their engagement amongst their peers and colleagues. Đấy là một cách nói về chữ engagement trong kinh doanh, là tương tác với nhau, đối thoại với nhau. Trong marketing thì chúng ta có thể nói rằng our brand engagement is skyrocketing, là cái mức độ tương tác của người dùng đối với thương hiệu của chúng ta đang tăng trưởng vượt bậc. Vậy thì tiếp theo một chữ nữa chúng ta nên lưu ý là chữ metric. Metric nghĩa là một chỉ số chứ không phải là ratio. Khi chúng ta dùng chữ, có một số chữ sau là nó sẽ hay được sử dụng khi nói về số liệu trong kinh doanh. Chữ số 1 là chữ gọi là ratio, được viết là R-A-T-I-O. Ratio thì chúng ta nói về các chỉ số khi mà nó được chia trên cái gì đó. Ví dụ như là tỷ lệ hồi vốn trên tài sản là return on asset, hay gọi là ROA. Return on asset là một ratio vì nó lấy phần return, nó chia cho cái tổng tài sản asset để ra được cái chỉ số đó. Thì khi nó ở dạng chia thì chúng ta sẽ dùng chữ ratio. Tỷ lệ là dùng ratio. Chữ số 2 chúng ta sẽ dùng ấy là dùng chữ figure. F-I-G-U-R-E. Chữ figure là chúng ta nói về các con số và nói chung chung về chuyện con số. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nói về một cái chỉ số mà nó không rõ là nó là tỷ lệ hay không này, nó là con số giá trị tuyệt đối hay không này, thì cái chỉ số chúng ta cần quan tâm, ví dụ như chỉ số huyết áp này, chỉ số nhịp đập của tim này, thì chúng ta có thể dùng chữ metric. Metric là một chữ mà các bạn sẽ nghe giống chữ measure, là một cái chỉ số cần để theo dõi, thì sẽ dùng danh từ là metric. Câu tiếp theo, within 6 months. Trong trường hợp này nhiều bạn hỏi là có thể được dùng cái câu là in 6 months không? Thì thực ra trong trường hợp này nếu mà nói một cách thiếu tính business đi thì chúng ta dùng in 6 months thì cũng không sai lắm. Nhưng mà within 6 months, cái chữ within, cái giới từ này được thể hiện là trong một cái khoảng được xác định điểm đầu và điểm cuối và có thời lượng đàng hoàng, trong trường hợp này là 6 tháng, thì ở giữa đâu đó trong khoảng thời gian đó là within.
Within 6 months, tôi increase our followers by 50%. Thì chàng trai ở đây đáng nghĩa ra là họ hoàn toàn có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành để khoe công. Nhưng mà anh ta chỉ dùng thì quá khứ, điều này cũng không hề sai. Nhưng cũng nghe rất là thuận tai để chúng ta nói rằng I have increased hoặc là I have successfully increased our followers by 50%. Mọi người lưu ý là nếu mà nói về tỷ lệ tăng bao nhiêu phần trăm ấy, thì sẽ là cấu trúc câu by số lượng percent, by 50%. Our sales decreased by 30%, nghĩa là cái doanh thu của chúng ta đã giảm 30%. Follower chúng ta tăng trên 50%, là our followers increased by over 50%. And increase engagement by 400%. Giới từ ở đây phải là by. Như các bạn có thể thấy, người viết thư đã viết rất là khéo léo ở khổ 2. Nếu như ở khổ 1 thì họ tỏ thái độ rất bộc trực về chuyện là tôi muốn xin việc vào vị trí manager của mảng social media. Thì khổ số 2, họ khéo léo đưa ra những cái thành tích và những cái ví dụ về quá trình làm việc của họ trong thời gian qua và nó có những cái thành tựu như thế nào để người đọc thư họ có thể xem xét rằng anh này có đủ trình độ, có đủ những điểm hay để mà tôi xem xét đến khả năng tăng lương hoặc tăng vị trí cho anh ấy không nhỉ? Tiếp theo ở khổ số 3 thì anh ta nói về những cái chỉ số cụ thể hơn và một lần nữa lại mở rộng cái tính phô bày những cái điểm hay ho và những cái thành tựu của anh ta dưới dạng con số. Nên lưu ý rằng các bạn nếu mà mình viết một cái thư cover letter mà chúng ta chỉ viết về những điểm hay, tôi là người hay, tôi là người tốt đẹp, tôi là người chăm chỉ ấy, thì cái lá thư đó sẽ bị coi là một lá thư sáo rỗng và sẽ không cạnh tranh được với những rất vô vàn nhiều lá thư khác mà nhà tuyển dụng nhận được. Trong khi đó, trong tiếng Anh kinh doanh thì người nước ngoài rất thích nhìn vào cái hành động của mình, bạn đã làm được gì, thành tựu của nó là bao nhiêu, và vì họ rất chuyên nghiệp nên họ sẽ muốn những cái con số mà có thể minh chứng cho những gì mà chúng ta đang khoe về bản thân mình. Nên hãy nên đưa vào, nếu bạn đang đi xin việc ở công ty khác, có thể nói rằng bạn đã, nếu ở vị trí sale, bạn đã thành tựu như thế nào trong vấn đề tăng doanh số, hoặc bằng tỷ lệ phần trăm, hoặc bằng là doanh số tăng gấp đôi, hoặc là nói rằng là chúng tôi đã kiếm được về cho công ty cũ của chúng tôi 100 triệu tiền doanh số trên một tháng. Thì những cái gì có thể đo lường, đo đếm được thì nên đưa vào cover letter nếu nó tạo điều kiện tốt cho chúng ta để được xem xét. Câu tiếp theo, currently I am working to build a following with the best influencers in our niche. Để kết lại cái phần bạn ấy đang phô bày điểm mạnh của mình, thì bạn ấy nói rằng là không chỉ dừng lại ở đó, đến tận bây giờ I am working to, lại một yếu tố nữa mà thì hiện tại tiếp diễn ở đây, có nếu đọc theo sách vở và lý thuyết thì có thể cảm thấy nó sai, bởi vì rõ ràng là ở trên anh đang nói là anh đang viết thư cơ mà, I am writing cơ mà, thì làm sao mà có thể nói là tại giờ này, phút này anh cũng đang làm việc để mà tăng follower được. Thế nhưng trong trường hợp này, khi người dùng nói về chuyện là thì hiện tại tiếp diễn là họ đang nói rằng trong cái khoảng thời gian hiện tại với tôi vẫn đang tiếp tục cái công tác của việc là xây dựng một cái nhóm follower với bằng cách là sử dụng những cái người nổi tiếng, những cái influencer trong cái ngành của mình. Một chữ tiếp theo bạn cũng sẽ nên lưu ý khi bạn làm trong kinh doanh là chữ niche. Chữ niche thường hay được gặp trong marketing để nói về một phân khúc thị trường, một thị trường ngách. Nghĩa là trong cái mảng nào mà chúng ta có thế mạnh nhất, nó là cái ngách để mà một ông doanh nghiệp, một sản phẩm hoặc là một đội nhóm có thể chọc khe, xông được vào thị trường đấy và mở toang một cánh cửa vào thị trường và xâm chiếm thị phần. Nên chữ niche ở đây mình có thể thậm chí còn nghe về chữ niche marketing, nghĩa là marketing với trọng tâm là chỉ đánh vào một ngách, một khe của một nhóm người rất đặc thù. Và chữ niche này được dùng rất nhiều trong tiếng Anh kinh doanh, cả trong các ấn phẩm quảng cáo lẫn cả trong ngôn ngữ hàng ngày bình thường trong bàn họp. Tiếp theo, when I saw the job opening, I knew it was the perfect opportunity. Cơ hội tuyệt vời, perfect opportunity to offer you. Một lần nữa chúng ta nhìn thấy người viết ở đây có ý đồ khi mà họ dùng thì chủ động thay vì thì bị động. Thay vì việc nói rằng là tôi sẽ được thuê hay tôi được xem xét thì ở đây anh ta nói rằng tôi sẽ offer cho quý vị, nghĩa là tôi sẽ mang đến cho quý vị. Thay vì việc là nói rằng là quý vị mà cho tôi cơ hội thì tôi sẽ thế này thế kia. Chữ offer cũng là một chữ gặp rất nhiều trong kinh doanh. Thay vì việc là nói rằng tôi bán cho anh một sản phẩm thì doanh nghiệp có thể nói rằng we offer this product. Chúng tôi có thể nói rằng thậm chí là một người đang rất là chờ người khác cho mình một công việc thì sẽ nói, không nói rằng I am waiting for you to hire me, mà mình sẽ nói là I am waiting for the company to offer me a position. Chữ offer là một lời mời, giống như một vị khách vào nhà và chúng ta mời cho họ một bữa cơm. Nên chữ offer nó có sự trang trọng, nó có chữ lịch sự hơn khi mà nói một giao dịch là ai đó cho ai cái gì. Offering. To offer you both my social media marketing skills and people skills.
Trong trường hợp này, họ lại đưa thể hiện tại hoàn thành tiếp theo. I have included my resume, là tôi có đưa kèm cái lá thư này, cái CV của tôi. Lưu ý là với các cái nước phương Tây về hướng châu Âu và ở tại Việt Nam chúng ta hay dùng chữ CV, nhưng tại Mỹ thì chữ resume được sử dụng nhiều hơn, mặc dù cùng để chỉ về một cái bản lý lịch mà các bạn có thể show ra được là chúng ta có những cái thành tựu gì trong quá khứ. I have included my resume so để mà you can learn more about my educational background. Một cái sắc thái nữa các bạn lưu tâm là chữ learn. Nếu đọc theo từ điển, tất nhiên chữ learn là nghe giống học. Chúng ta sẽ không ở trong tiếng Việt nói rằng là nhà tuyển dụng phải học về tôi. Nhưng chữ learn là một cái ý nghĩa trong tiếng Anh, nó mở rộng hơn rất nhiều. Nghĩa là bạn có thể tìm hiểu thêm, bạn có thể nắm được thêm, bạn có thể nghiên cứu được thêm. Nên việc nói là một người tuyển dụng learn more about my educational background không phải là một chuyện bất kính đối với cả người tuyển dụng. And all of my work experience. Kết thư người ta sẽ nói thank you for your time and consideration, cùng kèm với cả một câu kêu gọi hành động về chuyện là hãy gửi cho chúng tôi email hoặc là send số điện thoại, thông tin liên lạc như trên. Và kết thúc câu họ đưa ra, thay vì việc nói rằng I look forward to hearing from you thì cũng có thể nói một cách xuồng xã hơn và gần gũi hơn là I hope to hear from you. Kết thư sincerely đi kèm với dấu phẩy và ký thư ở dưới. Bằng vậy chúng ta đã kết thúc một cái lá thư ví dụ về cover letter khi bạn muốn xin việc ở trong công ty của mình, chính trong công ty mình đang làm việc và muốn thăng chức ở vị trí cao hơn. Xin chào các bạn và mong các bạn sẽ quay trở lại subscribe vào kênh Cộng đồng Kinh doanh Saga, chuyên mục tiếng Anh kinh doanh. Hẹn gặp lại!